Hello. Hằng, đó giới thiệu đây là với birthday boy. Năm nay bao nhiêu rồi, giới thiệu đi chứ. Mới 20. Chơi hôm nay 49 chơi hai đêm luôn. Đêm này đêm mai luôn. Chơi lớn rồi. Chơi 49 rồi hả? Mà 50 đúng là 250 mới chơi lớn. 50 chơi 3 đêm rồi. Hôm nay là hân hạnh được giới thiệu. Đây là người đẹp tân cung. Ở nhà tân tèo. Birthday boy đó. Birthday boy hôm nay là 49 tuổi này, 49 xuân xanh nè. Ngày mai Father Day cho mọi người tới chơi nữa là quá vui luôn. Năm nay là very special. Yeah, very special. Có mua số, có mua số rồi. Năm đêm. Năm đêm là chỉ có giờ cung là năm đêm cho ai. Có mua số rồi cho nên. Hai đêm ba đêm mà thấy là bị ngủ rồi. Có một số hy vọng là tối nay trúng. Ok, giờ trúng là vui đấy. Trúng nữa là cơ phạt luôn. Nó cái đó bị bại. You know what? They told anh cũng đi vô bài đó là bị hỗ trợ. You know what I'm talking about? Đây này, này đây là trà sữa này của Sinh với Nhi đem tặng này cho mọi người uống này. Lần nào pha đi á là cái món trà sữa là món hai vợ chồng Nhi tình nguyện đem tới để mà support cái party. Oh, what happened, con? Why happened? Hiểu hả? Everyone tells you, I swear I didn't do it. Did you get too excited? That's why. It wasn't me. It was Bella. Your dad here tonight, Gong? He's in Vietnam. Huh? He's in Vietnam. Oh, he's in Vietnam. Would you stay home with your mom? Huh? Who will you stay home with you? Hello, anh Nghĩa. Happy Saturday night. Happy Father Day, mọi người. Early Father Day. Tomorrow, my Father Day. Okay, ăn thịt đi. Quay thịt. Hi, Kevin. How are you, con? How are you? I'm good. Good. Hi, Jen. How are you doing? Good. You guys in the video, okay? Đây bún nem nước hả? Hấp dẫn các ba. Sushi này. Đó. Ethan, có sò sushi không? Sushi à, món quậy này, à, món quậy một cái mực kìa. Sorry. Xin món quậy mực đây này ha. Em nướng. Món quậy mực này. Được chưa? Món quậy mực. Hello Nhi. Lâu ngày. It's your face, though. Got me in the face. Trời ơi, em đang ăn quá trời luôn mà anh quay em ngại quá. Không dám ăn luôn đó anh. Come.
Anh đòi là phải quay với người đẹp kìa, chết rồi. Yo, 3, 2, 1, yo. Anh Trương, hello. Anh Trương đi đâu vậy anh Trương? Anh Trương đi đâu vậy? Thank you.